Thông tin về thời tiết. Thưa chị Hồng Quyên ạ, hôm nay đã là mùng 1 tháng Chạp rồi, người dân miền Tây sẽ phải đối mặt với đợt triều cường cuối cùng trong năm này như thế nào? Dạ, xin mến chào anh Gia Hiếu cùng quý vị khán giả. Hai ngày tới thì sẽ là giai đoạn mà cao điểm của đợt triều cường đầu tháng Chạp ở vùng hạ lưu các sông Nam Bộ. Dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm như là ở Gành Hào, Bạc Liêu sẽ cao trên mức báo động 3 là từ 5 cho tới 10 cm. Trạm Mỹ Thuận Vĩnh Long trên sông Hậu xấp xỉ mức báo động 3. Còn trạm Phú An ở thành phố Hồ Chí Minh cao trên mức báo động 3 là 8 cm. Với dự báo mực triều như vậy thì có thể xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp hoặc là ở những khu vực ven sông. Còn cụ thể về thời tiết trưa và chiều nay tại thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục là những giai đoạn mà có nắng mây đan xen cộng với gió đông bắc thổi cấp 2, cấp 3 giúp điều hòa không khí nên nhiệt độ dễ chịu, không vượt quá ngưỡng 31 độ. Cùng với Cần Thơ, các tỉnh thành khác của khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ nhìn chung ngày hôm nay khá là dễ chịu, đều nằm trong ngưỡng vừa phải, đó là từ 29 cho tới 31 độ. Trong khi đó, ở miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ có nhỉnh hơn, như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một thì nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng là từ 32 cho tới 33 độ. Xin được chuyển sang thời tiết tại thành phố biển Phú Quốc. Sau nhiều ngày nắng đẹp, gió đông bắc thổi cấp 3 thì buổi trưa trời nắng gián đoạn, nhiệt độ không quá 30 độ. Trên biển, vùng biển từ khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau bao gồm Côn Đảo tiếp tục cảnh báo là có gió đông bắc mạnh, gió thổi cấp 6, có lúc cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9. Trong khi đó, thì vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang bao gồm Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu, gió cấp 3, cấp 4, trời thì có nắng và thuận lợi cho các tàu thuyền hoạt động.